Sao vậy Ngọc, sao vậy? Con ngủ rồi. Buồn ngủ hả con? Hôm nay Ngọc đi học không? Này hả? Học tiếng học. Vậy bây giờ Ngọc dậy đi học chưa? Đồ. Sao vậy? Sao cho nó đi học? Cảm ơn ấy. Từ từ từ, muốn đi học nữa hả? Thương quá à. Bà đi làm 4 ngày nha. Ở nhà chơi với mẹ nha. Ừ. Ở nhà có nhớ ba Đó. không? Bà Hương ha. Thương con gái của ba quá. Em dịch con đâu vậy? Em dịch con. Em dịch nó hả? Ừ. À. Ở tay nè. Rồi, giờ đi xuống và đi xuống với mẹ đi, đi. Hả? Thương quá. Đâu có bao giờ dậy sớm vậy đâu. Vậy hả? Nghe tiếng bà ba nó con nói là con nghe papa nói gì đó. Có không? Rồi con mới dậy phải không? Để xe sẵn luôn đi. Có một lần Ngọc dậy sớm chung với con. Vậy hả? Như qua kia ngồi đi, như qua kia ngồi đi. Đi ăn cái gì á? Hôm nay là tổng kết đó. Ngồi đi con, ngồi đi con. Hôm nay tổng kết vui không? À chưa hả? Hồi hôm nay cô có dặn gì không? Chúng nó ngồi đi hả? Hôm nay cô chỉ nói ra mà trong phòng tống gọn gàng thôi. Gọn gàng tới hả? Bình thường là bị xề xòa lắm hả? Hôm nay cô phải dặn gọn gàng. Không. Ừ. Trời ơi bà Ngọc đầu cổ bà ê hề. Ừ. Mấy lý bà Ngọc? Kêu ha mẹ, mẹ Hương con nha. Sao vậy? Mẹ Hương con nha. Sợ mẹ không thương hay gì. Dạ bây giờ là con thương ba thương mẹ. Thương nha. Ba hả? Thương ba nhiều không? Nó làm đồ ăn cho anh vậy? Thương nhiều không con? Nhiều không? Ba đi tới 4 ngày ba mới về, tối ba mới về nha. Lấy ra cho Quỳnh. Lấy mền luôn rồi. Để con. Còn giỡn như quốc á, đó là con giỡn như kia, con nào giỡn như quốc một miếng mẹ. Trời. Y xì chút luôn. Ăn không? Ngọc ăn không? Ăn miếng đi. Không, Ngọc ăn cái khác. Ở nhà Ngọc với Nhi không có ra cái gì, nhớ nghe mẹ nhắc lên ba cây. Đúng rồi. Ra hồ bơi là bị gì Ngọc? Ừ, bị chết đó nha. Ăn hết luôn đi chứ mắc gì cắn ra chi vậy trời. Hôm nay Ngọc có đi học không? Có. Dạ có đàng hoàng. Dạ có. Đúng rồi. Rồi đi học thì nhớ hỏi cô con dịch kênh ra đâu hay không? Mới đây hả? À, mới mất à? Đâu con dịch gì mẹ? Con dịch mới, con dịch bự cho bá lửa đó. Con dịch 3 ký à. Con dịch 3 ký. Ngày sáng này ai mua đồ ăn cho ba mẹ con bây? Con dịch mũ mà. Đừng có bự, bự, bự với con đâu à. Cái bự con con á. Đúng không? Con nhỏ quá. Cái câu chuyện đó lâu lắm rồi nè. Câu chuyện nào? Cái Ngọc mà nói đó. Nó còn mới em nè. Mới hay là lâu? Nhi đẹp gái ha, sáng học đẹp gái vậy? Lâu kìa mẹ. Mới chứ lâu. Nhi lâu. Học đẹp gái vậy? Học đẹp gái quá kìa. Này. Dù thấy ai khen của mình ba khen. Nha, có ở đây mẹ cọc tóc. Ngọc có rửa mặt không? Tự xúc miệng rồi đó. Xúc miệng chứ Ngọc? Chưa sọc xạo không à? Rồi. Mẹ mày đầu cổ cũng ê hề vậy. Kiểu tự nhiên mà. Mẹ ơi. Hai làm với mẹ hai cũng thông coi. Con tôi chúc mẹ nè mẹ.
Chưa súc miệng, xạo quá. Đi học nhớ súc miệng nha con nha. Gái mà miệng thúi là xỉu luôn á. Ba nói tao mới thúi chứ miệng tao đang thơm lắm đó. Bạn Bon nghe cái bạn Bon chạy 8.000 cây thuốc luôn á. Con còn chơi với bạn Bon không vậy? Không. Sao vậy? Nghe. Sao vậy? Sao không chơi với bạn Bon nữa? Sáng nào cái máy như cái chổi á. Có lúc mà nghỉ hè, à đâu nghỉ học á, xong mà cái máy nó cùng bên tay luôn. Rồi, ok chưa? Giọng nhẽo hả? Sáng này giọng nhẽo hả? Sáng là năng lượng chưa về. Mốt ông Phin lên ở nữa là vui á. Hắn mà lôi tới ba người là sầm nụ á. Không muốn cái sầm nụ. Không luôn hả? Mày thấy mệt hả? Dạ chứ con dậy trước rồi con đi học. Và mẹ chứ ngọc trước. Mình đi học và mẹ kêu cô Phiên, xong rồi cô Phiên đi học. Cô tưởng mày đi học không? Một chuyện đau đầu á. Chưa chưa ok chưa. Rồi. Người ta ngại á Quỳnh ơi. Ba nói người ta mới ngại á. Người ta đang bình thường luôn á. Sáng rửa rồi, nãy rửa rồi mới kêu ba xuống đó. Ê à, đói bụng quá, ba đói bụng quá. Con ngồi không cho mẹ ngồi đi, mẹ làm cái này. Mẹ đẹp gái thôi. Ngày nay con đi học con mặc đồ gì vậy? Sáng nào cũng phải có cái mùng. Đồ hát gì? Mặc đồ gì Vinh? Con vàng là phải bóp cặp. Bảo vệ gì, bảo trong cặp. Cặp coi xăm là coi không. Coi đầm là mặc đi tới trường. Còn cái đồ mà có dính cái màu vàng á, là sáng là mặc gì màu gì cũng được. Nhưng mà lên tới lớp là phải thay màu vàng ra. Là cô sẽ tự động lấy đồ trong cặp mẹ để sẵn. Rồi hay ra phải có dính màu vàng trong lớp. Tới lớp là đưa vô tận lớp đúng không? Đúng rồi. Mẹ học bổ mẹ cắt cho cái mùng hồng. Rồi mùng hồng nhưng mà cũng có màu vàng kìa. Được không? Xin mùng hồng được đâu. Không được đâu à? Sao à? Thôi vậy. Thì bây giờ mày đổi lại ha. Dạ mẹ chọn cái quần hát đi. Ừ thôi vậy bây giờ ba đi làm nha không? Dạ. Mấy mẹ con bé nhà nha không? Bé clip à? Ai? Nhà mẹ quay clip nghe chưa? Họ hỏi ba con bé clip rồi. Bỏ cái điện thoại kia nhà cho. Ủa phải để nhà chứ. Để nhà một cái rồi. Bye bye, bye bye. Tạm biệt, see you again, bye bye bye. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.